Hello, xin chào cả nhà. Nay mình đi ăn ăn bánh cuốn nóng cả nhà ơi. Bánh cuốn nóng, bún chả với mình nướng. Buổi sáng nè. Sáng ở khu công nghiệp Mỹ Phước. Đây quán nhậu, quán ăn nhiều lắm. Sáng hay buổi chiều á, chiều khoảng 6 giờ đó, công nhân về đó. Đường đông lắm. Đây có bún cá là này. Đứng hướng này nó bị khuất. Bánh cuốn nóng hổi. Vừa cuốn vừa luôn. Đây bánh cuốn nóng đã ra. Giá rau sống. Rồi nóng này ăn bánh bánh cuốn rồi ăn mấy cái kia nóng quá đổ mồ hôi, ăn cái này cho nó đỡ. Chấm đây bỏ ớt vô, ớt vô nè, nó thúc thịt thịt bằm, thịt xay mình nướng chả nè, ớt xay, dưa leo, rau sống, bánh răng đang đổ đổ bằng cái lò, bằng cái nồi thức, nồi bằng điện, nóng nhanh. Mình ở miền mình thì có bánh bánh ướt, bánh bèo, hôm nay có bánh cuốn nóng. Đợi đợi chút xíu, vừa đổ vừa ăn luôn rồi, nóng hổi luôn. Rồi xong rồi, hai dĩa bánh cuốn, bánh cuốn nóng. Quá hấp dẫn luôn. Rồi mời cả nhà dùng với mình thôi, giờ ăn thôi. Đây chấm vô nước này, vô cắm. Không vị nó đậm đà. Cầm chén lên chấm nóng mà mới đổ mới mới cuốn nóng ngon lắm. Nướng chả thịt. Cào này nữa. Ngập nước trơn chấm vô đây cho nó ngập nước mắm luôn. Quá ngon.
này nó mình chan ra đây mà không chan mình chấm lên đây. Không chả. Rau sống. Rau thơm ngon. Rất là ngon. Này cuốn này có mộc nhĩ, có mèo. Đây là này này nướng nè. Chấm. Chấm vào đây. Rồi sống. Quá ngon. Nào thơm. Này hành vi. Phát dễ luôn. Chấm này. Nhầm đó. Cái này buổi sáng nhanh. Không có nóng. Nóng đổ mồ hôi có sống tôi xin chào cả nhà máy bay hẹn gặp lại.